hãy để thể hình phục vụ cuộc sống, chứ đừng bắt cuộc sống phục vụ thể hình. Đầu tư để có cơ bắp mà không sinh ra tiền là vô dụng, là thất bại. Doanh nhân Dreamer đồng hành cùng BBT, CEO Duy Nguyễn. Khỏe đẹp, thành công, đẳng cấp. Hãy cầm tiền đến BBT ngay khi còn có thể. BBT, nâng tầm con người Việt Nam. Rồi, chào mừng các bạn đến với THL Gym Bình Tân. Đây là cơ quan đầu não, hay là kêu là tiếng Anh nó kêu là headquarter gì đó các bạn, thấy không? À, trụ sở chính của công ty BBT. Và sau lưng Duy Nguyễn vẫn là chiếc Mercedes yêu dấu đó. Cởi mạch mã, chinh phục khắp Sài Thành. Tại sao hôm nay là có vấn đề mạch mã? Lâu lâu lấy cầu view thôi các bạn. Thật sự thì một cái mùa dịch nó qua đi, nó đã để lại chúng ta rất là nhiều cái trải nghiệm, cũng như cái kỷ niệm, mà cũng như gọi là cái ký ức mà Duy Nguyễn nghĩ rằng suốt cuộc đời chúng ta sẽ không bao giờ quên trong Duy và trong các bạn. Vậy thì các bạn nhìn con Mercedes này, nó hoành tráng, nó ngon lành vậy thôi, chứ nó cũng đã, nó gọi là trên người nó rất là nhiều vết thương bạn, thấy không? Vết thương trên cầu Sài Gòn năm nào, hay là vết thương ABC đồ các kiểu, từ lưa hết. Rồi có đứa nó hâm ra đường nó chọi xe anh nữa mấy em. Nói chung là cuộc sống này dịch giả nó khổ quá rồi. Mà tối ngày cuộc đời của một số bạn đó chỉ mong muốn là BBT phá sản. Thì cái luận điểm mà các bạn chỉ mong muốn là BBT phá sản á, thì có like được không các bạn? Trong khi á, Duy Nguyễn á, hàng ngày phải lao động, tập thể nhân viên BBT phải cống hiến tất cả vốn trụ để phục vụ khách hàng thân thương. Không? Mà không biết sao mà các bạn lại có những cái suy nghĩ cực kỳ mà độc ác, mà cực kỳ là phiến diện như vậy. Duy Nguyễn không hiểu rằng nếu mà BBT phá sản thì các bạn đó được cái lợi gì? Cái đó là một cái chấm luận mà Duy Nguyễn hỏi nha. Rồi con xe này, tại sao hôm nay Duy nói? Nói chung á là trong cái dịch giả nó khổ như vậy rồi, mà mấy con chuột nhà tôi nó cũng tha tôi nữa. Đơn giản là khi mà các bạn mở một cái tấp cái màn hình xe kêu là cái gì ta? Thôi nó kêu gì kệ bạn nó đi ha. Khi các bạn mở cái cửa ra, các bạn đề máy một cái đó, mà trên đồng hồ á nó báo một cái vàng vàng á, là thấy quéo quéo rồi đó, là thấy quéo quéo rồi đó nha các bạn. Thì ngày hôm trước á, Duy Nguyễn đề máy một cái trên đồng hồ báo vàng máy lỗi. Trời ơi má ơi, báo một cái máy lỗi không biết lỗi gì luôn á, xài luôn xong rồi phải đi ra ngoài hãng. Vậy thì Duy Nguyễn phải nghỉ một ngày nha các bạn. Duy Nguyễn phải nghỉ một ngày để Duy Nguyễn ở Bình Tân để cho đội ngũ Mercedes người ta tới. Đội ngũ Mercedes người ta tới, người ta lấy cái xe đi, rồi người ta đi sửa đi này nọ hết. Thì đó là cách làm việc của Duy, tốn tiền Duy chịu, chút nhiều tiền Duy nói. Thì sau khi kiểm tra hết á, thì báo cáo đơn giản thôi. Anh Tý nhà mình nó quậy quá các bạn, nó vô nó cắn trời ơi luôn á. Mà sao tôi ngạc nhiên nha, cái xe thì chạy liên tục mà sao chuột nó vô được ta? Mà chuột cũng biết lựa ghê á, đóng xe máy trong kia thì không cắn đi. Cắn chiếc con mười mấy triệu, hai chục triệu thôi, nó dễ chơi. Nó canh con xe này nó cắn. À, bây giờ phải đi vô nối dây, mà cái này không phải là lần đầu tiên, là hồi trước bị rồi. Hồi trước chở con bồ đi ngoài Đà Lạt, hẹn giờ hẹn giấc ngon lành luôn. Xong cái đề máy ăn phát cũng bị dính vậy luôn. Đó, nên cái cú đó mình phải sửa xong rồi mình mới lên Đà Lạt. Nó hơi bị tối. Thì cái con này nè, nó bị cái đó, một lỗi. Một lỗi. Cứ qua đi em không có trúng. Điều này được nè. Có cô gái ngại chứ ống kính mặt, nó thật sự quay nhiều khi cũng anh không khách hàng nha. Nói tới đâu rồi ta? Ủa nói tới đâu rồi? À, một lỗi thứ hai nha các bạn. Đăng kiểm, lỗi đăng kiểm phạt rất nặng. Thì cái xe của Duy á, tháng sau là hết hạn đăng kiểm. Xong rồi sẵn cái chuyến này á, là Duy lấy xe ra là Duy Nguyễn cho mẹt đi đăng kiểm giùm luôn. Cuộc đời của Duy Nguyễn hai con xe chưa một lần bước vô trung tâm đăng kiểm. Đó, chưa một lần bước trung tâm đăng kiểm mà. Nó không biết đăng kiểm sao đó. Nói chung là dịch vụ của Mercedes á thì ok good, chỉ con cái mắt thôi. Cái đó nói thẳng. Bây giờ mấy em mẹt giận anh chịu à? Đúng không? Dịch vụ của tụi em good, ok, rất tốt.
hẹn đúng giờ, bữa nay hẹn đúng giờ, 8 giờ sáng lấy xe là 8 giờ sáng lấy xe. Gặp lễ tân nhận chìa khóa lấy xe. Không? Rồi sao lấy xe xong rồi bàn giao. Vô lễ tân chờ lấy tiền. Tiền không có. Dịch ba ơi. Làm ăn bữa nay chưa thu được tiền mặt. Không, bây giờ tiền mặt nó cạn rồi. Chờ lấy tiền không có. Xong rồi hứa tối chuyển khoản, bây giờ về đi tối chuyển khoản. Tối quên chịu nha. Hết nhiêu tiền? Nói nó nghe luôn nè. Mẹt ở Việt Nam nó tuyệt vời lắm mà. Thật sự á, khi mà các bạn bên Mỹ á, là tôi nghĩ không có cảnh này đâu. Nha, tôi so sánh. Tất nhiên so sánh để biết cái sự khác biệt, chứ không phải so sánh là để mình coi cái nào tốt hơn cái nào. Mà thấy không, Duy Nguyễn đâu cần phải đi lái xe đâu. Duy Nguyễn có nhân viên mẹt tới lấy làm lọ ABC hết trơn. Tất cả phí không biết có tính hay không tính. Nhưng mà cái bill cuối cùng, cái bill cuối cùng á, hai dịch vụ là 5 triệu mấy. Mắc cái rẻ tùy các bạn xác định, ok. Đúng không? Vậy dịch vụ thứ nhất á, mình sẽ nhìn sơ bản có giá đây có nè. Tất nhiên mình đăng mẫu giá của người ta lên thì cũng kỳ, nên Duy Nguyễn sẽ xin phép không đăng. Nhưng mà Duy Nguyễn nói cái vụ mà điện cắn á, cắn điện á là 1 triệu mấy, 1,5 triệu hay gì đó. Nó chắc nhẹ đúng không bạn? Nó cắn bành cành cảm biến luôn, cảm biến nhiệt độ ngoài trời nó cắn luôn. Đó, xong rồi nó nói lại 1,5 triệu. Rồi đăng kiểm nữa, cộng hai phí lại 5 triệu mấy. Số chuyển tiền 5 triệu mấy, 6 triệu gì đó. Ha. Còn theo như Dương Nguyễn biết ở bên Mỹ là chúng ta phải chạy xe ra gara. Rồi nó báo một cái phí như đó tôi không biết, tại tôi đâu có xe mẹ bên Mỹ đâu. Mà tôi chỉ biết những người thân thông qua Dương Nguyễn, bạn bè hay nào đây. Người ta có xe mẹ thì người ta phải lái xe mẹ ra. Chứ gara nó không chạy lại hay sao á. Mà nếu mà gara nó chạy lại lấy chắc một khoản phí cũng khá là mắc. Wow. Đó nha các bạn. Đó. Mà bây giờ con xe của Duy á, đăng kiểm mà nhìn trên táp lô này này kêu là gì mấy em? Kính lái này táp lô đúng không? Capo táp lô là cái trong đúng không? Giả bộ hỏi ngu cho có clip đi nói thôi ba. Đây, bây giờ là tháng 4, 2013. Vậy là đăng kiểm 5 rưỡi đúng không bạn? 5 rưỡi là lỗ hình tháng mấy rồi đó. Tức là xe của Duy Nguyễn hình như là cái chỗ này các bạn cộng lại giùm nha. Cái chỗ cái xe của Duy Nguyễn là tới 1 tháng mấy nữa mới hết hạn đăng kiểm. Mà bây giờ đăng kiểm vậy được tới tháng 4 2013 thôi. Hình như lỗ đúng không? Lỗ tháng mấy? Vậy thì tại sao không để tới tháng mấy đây? Tháng mấy nữa đi đăng kiểm đúng rồi. Mà đăng kiểm sớm chi trời? Đó là gì? Làm chuyện lớn không có chấp nhất chuyện nhỏ. Wow. Không có chấp nhất chuyện nhỏ. Bây giờ người ta đang sẵn cái xe ngoài gara thì người ta đi nhờ em Út đi đăng kiểm luôn. Chứ không lẽ giờ mai mốt tháng mấy nữa em hơi thôi, bữa nay anh không qua quận 7, bữa nay anh cũng qua quận 9, bữa nay anh qua quận 12, anh ở Bình Tân chờ em lấy xe đăng kiểm, mất công chạy lần nữa đúng không? Giấy tờ cứ bỏ hết trong đây, muốn đăng kiểm sao ra đăng kiểm thôi à. Còn giấy tờ có gì, thứ chủ nhật clip có giấy tờ có gì. Bây giờ ví dụ giờ chạy xe mà xe hơi ra đường á, những giấy tờ là cần thiết và không cần thiết. Bạn kẹp thành cuốn đó, bạn ra ngoài đường giống như kim bài miễn tử bà đừng chạy sai thôi, đúng không? Hợp lý mà bạn. Có kiểm tra hành chánh gì đó không sợ. Đó, vô kiểm tra hành chánh giờ mấy anh kiểm tra hành chánh em đúng không? Giờ giấy tờ đầy đủ là mấy anh phải like nghe. Cặp đó này nghiêm túc. Cho bạn thấy á, khổ vậy đó không? Thấy một cái con Mercedes. Giải nắng dầm mưa, gian nan. Đó, nhân viên đi chạy xe đậu về đậu ngay bắp luôn, khỏi mình khỏi lái. Nó khỏe không bạn? Thật sự á thì Duy Nguyễn á, cái tật của Duy Nguyễn á, ra đường á, mà cái xe của Duy Nguyễn có vấn đề gì nó bực mình lắm bạn. Một cái lỗi gì khi nhỏ xíu à, cái lỗi nó giống như lỗi bằng cái nước kính mà nó hết thôi á, cũng quạo nữa đó. Bây giờ hôm nay đi cài nhiều quá nè, đi cài nhiều quá mà trong xe nó có cát các bạn. Cái đôi giày mình đi á, mình đạp vô cát nó dơ đó. Anh kêu tính kêu một em nó làm gói nội thất thôi, nó có lấy nửa giá không, vệ sinh nội thất thôi, rồi vệ sinh khoang máy đồ này là thôi. Đây có bản báo giá luôn, bản báo giá sửa nha các bạn, có nhiều đâu, có 1,5 triệu à. Rồi kiểm tra lỗi động cơ là 400,000, rồi kiểm tra lỗi động cơ, rồi cài đặt và xóa lỗi là 160, công sửa chữa dây điện 800. Ôi mèo. Wow. Mẹt sửa bằng 1,5 triệu mũi rồi đây. Nhưng mà có một điều đó nha, mẹt là Dương Nguyễn không thích chỗ này nè các bạn. Mẹt á là nó được sạch lắm nha, tức là dịch vụ của mẹt á nó làm nó được sạch lắm. Mỗi lần á mà lấy xe mình đi về á, xong rồi cái nó đưa cho mình là trong xe đó có một đống rác,
Bữa nay là Dương Nguyễn coi có rác không nè. Đó. Không có hả? Ừ ha. Lần này đâu mất tiêu rồi. Ủa vậy hả? Mấy lần trước là để nó để cái chân các bạn. Nó để cái chỗ đó, nó để cho đạt cái đựng dơ này nọ kia đó. Rồi xong là Di Phi Nguyễn phải dục cái tờ giấy đó. Mà bữa nay mấy em mẹt rút kinh nghiệm là dục giùm. Rồi cảm ơn mấy em mẹt nha. Đây cũng còn cái tờ báo giá cũ nữa nè. Mà rác là rác của anh Di. Rác trong xe là rác của anh Di, rác nhiều lắm. Hồi nhỏ này chơi, bé là chạy xe chạy xe mô tô kinh trời. Các bạn nhìn bé nào chạy xe mô tô nhìn ngầu không? Đó. Đó, bé này mua súp bên này nhiều bé lắm mấy bạn. Nhưng mà thôi làm clip ngắn thôi các bạn, tức là quay lại các bạn khi mà thôi sim quận Bình Tân mở lại. Muốn làm là mặc tiền hết tất cả design tất cả thứ vô lỡ chi rồi chi chung lần luôn. Nha các bạn, cho tứ trụ nó tương xứng với nhau. Và khi phòng gym mở lại như vậy thì cũng có rất nhiều anh em gặp Duy Nguyễn rất là vui này nọ kia tất cả thứ. Nói chung cuộc sống ở thành phố Hồ Chí Minh nó sắp lại hòa nhập. Giống như bạn nhìn thấy đó, mật độ xe cộ rất là nhiều. À, và người ta tái khởi động lại cuộc sống, người ta tiếp tục mưu sinh và cầm tiền vô tay HOL. Và ngày Chủ nhật Duy Nguyễn sẽ ra một cái video, đó là những cái loại giấy tờ quan trọng nhất khi mà các bạn chạy xe hơi cần phải có. Và những loại giấy tờ có thể không cần có. Nha các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Hay thì mua súp đi ba. Lai xe là đương nhiên rồi. Coi chùa hoài.